Ở chapter 1114, Vegapunk đề cập đến Joy Boy, người đàn ông vĩ đại sinh ra vào thời thế kỷ trống, kẻ mà Luffy thừa kế ý chí. Tuy một số thông tin đã cũ đối với độc giả, nhưng cũng có một vài tin giải thích rõ hiểu lầm bấy lâu nay về Joy Boy. Việc ông ấy là hải tặc đầu tiên đúng thật là gây sốc cho người xem. Hóa ra, cái tinh thần ăn cướp tốt, nhà nước xấu bắt nguồn từ khứa này. Dù sinh ra ở quốc gia đầu tiên và ấm no, ông thần này vẫn thích chu du cướp của người giàu chia cho người nhà. Mà điều ấy vẫn chưa sốc bằng việc Joy Boy không phải là Nika đầu tiên. Chính xác thì ông giống Luffy, chỉ là phàm nhân mang sức mạnh của thần. Còn sự thật nào về Joy Boy hay các bí mật xoay quanh về ông, chúng nhận đến kết luận gì? Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhá. Let's go! Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên ghé qua Weibo Empire. Đây là một cái số báo anime với rất nhiều bộ như One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, vân vân. Với mày do chính mình quản lý. Hình in sắc nét với những cái mẫu mã rất là đẹp. Khi mua, các bạn nhấn nhập mã giảm giá được free ship nhé. Link ở dưới phần mô tả và comment này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên, Joy Boy không tạo ra vương quốc cổ đại. Vương quốc cổ đại thì nó là một cái đất nước tiên tiến nhất trong One Piece. Top 1 server đến giờ, chính phủ lâm thời nay VIP Pro như Vegapunk vẫn tương đối bất lực trong việc tái tạo các vũ khí vốn thuộc về vương quốc cổ đại. Ví dụ như tiến sĩ ngâm cứu con robot cổ mấy chục năm mà không hiểu nguồn năng lượng của nó sử dụng, gọi là chế tạo được nó là sao. Với sự tiên tiến như vậy thì tôi tin chắc rằng cổ quốc là nơi đáng sống, người dân cực kỳ ấm no hạnh phúc, người lãnh đạo đất nước ắt hẳn phải tài năng hơn người, mạnh và não to. Thậm chí sâu xa hơn, người tạo ra nó, vị vua đầu tiên của vương quốc cổ đại, 100% xuất chúng hơn bất kỳ một ai khác. Trước giờ, theo tôi lướt các comment từ độc giả hay chính tôi cũng nghĩ rằng không ai khác, Joy Boy là người tạo ra cổ quốc. Có một giả thuyết được fan ủng hộ như sau: cậu bé cười tập hợp những chủng tộc và người dân bị ức hiếp lại với nhau, rồi ông lãnh đạo họ tạo ra một nơi mà tất cả mọi người được bình đẳng. Chính vì vậy mà các tộc và người dân từ khắp nơi lũ lượt kéo tới gia nhập, mỗi người góp sức vào, từ đó cổ quốc phát triển nhanh chóng và trở nên tiên tiến nhất thế giới. Mà nghe nó cũng khá là hợp lý, nhưng chỉ đúng khi chapter 1114 chưa ra mắt mà thôi. Ở cái chapter 1114 ấy, thì Vegapunk xác nhận Joy Boy ra đời ở đất nước tiên tiến và thịnh vượng. Câu nói ấy góp phần ném tất cả suy nghĩ của chúng ta ra chuồng gà. Thực chất cậu bé cười không phải là người thành lập cổ quốc, vì lúc ra đời thì quê hương ông đã xịn sò sẵn rồi. Có chăng Joy Boy chỉ khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa mà thôi. Như vậy, sau chapter 1114 có thêm ti tỉ thắc mắc ở đây. Thứ nhất này, ai mới là người thực sự tạo ra vương quốc cổ đại? Vị vua đầu tiên thuộc chủng tộc nào? Hay như một số dân chơi, cư dân mạng đồn đoán, ông ấy là người ngoài hành tinh? Nó giải thích cho việc ông có thể lãnh đạo cổ quốc phát triển vượt trội hơn về mặt khoa học so với mặt bằng chung thế giới lúc đó. Chưa kể, hỏa mẫu được Vegapunk tạo ra khả năng dựa vào thiết kế gì đó của vương quốc cổ 800 năm trước, đúng không? Và nó có vẻ ngoài khá giống ngọn lửa trên bức tranh mà Enel đứng trong cái mini story. Nó càng chứng minh cổ quốc liên quan tới người mặt trăng và vị vua đầu tiên liên hệ mật thiết hơn nữa. Thử hỏi, ông ấy vĩ đại cỡ nào khi có thể thành lập cả quốc gia bình đẳng thịnh vượng như vậy trong bối cảnh thế giới kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm nô lệ. Thứ hai, cậu bé cười liệu có phải hoàng tử của quốc gia 800 năm trước? Nhìn vào tất cả những gì chúng ta được biết, Joy Boy nổi bật nhất ở cổ quốc và thế kỷ trống. Thế nhưng, mình vừa đề cập bên trên, Joy Boy không phải là người dẫn đầu thành lập nơi đó để có đủ khả năng tự đi phiêu lưu rồi đóng góp cho đất nước các thứ, đến nỗi được lưu truyền trong sử sách như một vị thần. Át hẳn Joy Boy cũng thuộc hàng con ông cháu cha. Tôi khá tin tưởng cậu bé cười là hoàng tử các bạn ạ, bởi câu chuyện rời bỏ đất nước để đi du ngoạn rồi làm nên kỳ tích, nó khá là giống Odin, một người con báo đời của Shogun Tsukizaki, sở hữu cái tính cách thích đi khám phá những điều mới mẻ. Tóm lại, thông qua câu nói từ Vegapunk, có thể thấy rằng ngoài Joy Boy vẫn còn nhiều nhân tố cực kỳ tài năng khác trong quá khứ, và họ xuất thân từ mặt trăng, nơi có nền khoa học tiên tiến so với trái đất. Joy Boy không phải Nika đầu tiên. Cũng trong chương này, Vegapunk nói Joy Boy sở sức mạnh cao su với cơ thể co giãn, giống với mô tả về Nika trong thần thoại ở LPF. Lưu ý rằng tiến sĩ đề cập cậu bé cười giống người khác, mà cái người đó được xem là thân ở LPF, tức họ không phải cùng một người. Qua đó có thể chắc rằng trước Joy Boy vẫn có những người được gọi với cái danh là Nika. Một trong số đó không ai khác ngoài những vị huyền thoại mà các cự nhân tôn thờ. Thực chất từ trước chúng ta đã có thể suy đoán ra việc Joy Boy không phải Nika đầu tiên rồi, nhưng mãi đến bây giờ nhờ cái câu thoại của Vegapunk trong cái chapter 1114 thì mới chắc chắn được điều đó là chính xác hay không.
Theo lý thuyết mà tiến sĩ phán đoán, trá quỷ được tạo ra dựa trên khao khát con người, đồng nghĩa khi có nhiều người mong muốn tồn tại vị thần cứu rỗi được họ, con thằng Dika sẽ xuất hiện trên trái đất. Và chắc chắn nó có trước cả thời Zoiboy, vì những vấn đề như chiến tranh, phân biệt chủng tộc, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, chúng tồn tại không chỉ từ thế kỷ trong đến nay. Lịch sử thế giới One Piece kéo dài hàng nghìn năm, bằng chứng là việc 5.000 năm trước cây tri thức được trồng, hay 4.000 năm trước cung điện Alubana được xây dựng. Xã hội loài người được hình thành từ lâu, và quy luật tất yếu đi kèm với nó là sự cạnh tranh quyền lực, buộc phải có người trên kẻ dưới. Và những người yêu thế, họ cũng không ngừng hy vọng vào sự công bằng hay cuộc sống tốt hơn. Hito, Model Nika được sinh ra, nó sẽ tự tìm chủ, đúng như lời bọn ngũ lao tình nói. Trá quỷ này có ý thức và luôn tìm cách lẩn trốn khỏi họ. Như vậy, thỏa xa xưa cái tên thần mặt trời đã có rồi. Vậy, câu hỏi đặt ra ở khúc này, tại sao lịch sử chỉ ghi chép thông tin của Nika Joyboy, mấy người khác trước đó đâu rồi? Theo mình, do các biến động lịch sử đã khiến mọi thông tin về mấy cái Nika khác bị chôn vùi. Như ta được biết, trận chiến thế kỷ trống có quy mô là toàn lục địa. Phe cổ quốc đối đầu phe liên minh 20 quốc gia dưới sự lãnh đạo của thằng Imu. Nó kết thúc cũng là lúc trật tự thế giới được lặp lại. Phía chính quyền ra sức xóa bỏ mọi thông tin liên quan, đến cả chính cổ quốc và cậu bé cười còn bị ém nhẹm đi. Chỉ có vài thứ được ghi lại trên Pony Clip mà thôi. Cho nên, ghi chép về mấy Nika khác thì chắc chắn là còn cái nịt rồi. Cộng thêm việc họ tuy mang danh thần mặt trời nhưng dường như là không nổi trội bằng Zoiboy, cho nên ít được nói đến. Điều đó càng khiến nó dễ bị chôn vùi hơn. Dù vậy, không hẳn là không còn lại một chút gì nhá, vì ở LPF vẫn tồn tại thần thoại về Thái Dương Thần, và khả năng tộc này cũng biết vụ Zoiboy là Nika giai đoạn 800 năm trước thông qua ghi chép từ Ohara. Và cuối cùng, các Nika tiền nhiệm là ai? Chap 1114 góp phần khẳng định, ngoài Zoiboy trước kia hay Luffy bây giờ vẫn còn những thái nhân thần khác. Vậy thì họ là ai? Trong dòng lịch sử sẽ có nhiều người ăn Hitohito Model Nika, nhưng không phải ai cũng thức tỉnh được nó và bước lên trạng thái của thần, đúng không? Chỉ những người thực sự mang tiềm năng và đủ mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu đúng như năm lão già kia nói, Nika có ý thức, vậy thì nó dễ chọn chủ hơn. Dù vậy, vẫn có nhiều tác động khác. Éo phải là có tiềm năng phát là thức tỉnh ngay được. Muốn dùng được toàn bộ sức mạnh thì người xuất chúng tí mới ok được. Và tôi tin chắc một người thuộc tộc Elpep chính là Thái Dương Thần thời trước Zoiboy. Bởi Vegapunk nói trong thần thoại của cự nhân, nó mô tả vị thần sở hữu sức mạnh co giãn. Và hơn hết, tộc này rất là bá đạo. Họ sở hữu thể chất và các chỉ số vật lý vượt trội hơn so với những chủng tộc khác. Cộng thêm cái dòng máu chiến binh dũng mãnh, rất thân thiện và tốt bụng. Kiểu ngoại hình đáng sợ nhưng tâm hồn khá là tốt tính. Do đó, họ hội tụ đủ tư chất để thức tỉnh Nika. Ngoài ra, tôi còn có một suy nghĩ về Thái Dương Thần đầu tiên. Người đó là nhân loại bình thường các bạn ạ. Tại sao lại là như vậy? Thì dựa trên bóng dáng Nika được tiết lộ, ta thấy vị thần này rất ốm và nhỏ con, chắc cỡ như Luffy mà thôi. Trong khi đó, cái mũ rơm khổng lồ được cho là của Zoiboy, nó đã chứng minh cậu bé cười với cơ thể to lớn hơn người thường rất nhiều. Tối thiểu, Zoiboy phải ngang bằng với kích thước với Kuma, Râu Trắng hay là Kaido các bạn ạ. Đồng nghĩa, ông không thể ốm như mô tả Nika mà ta từng thấy. Các bạn tưởng tượng, mẹ to như bố già mà cái body ốm tong teo thế kia thì ngoại hình xấu cực. Vậy thì mất hết hình tượng của một vị thần oai nghiêm và mạnh mẽ rồi. Từ đấy suy ra, Thái Dương Thần cầm giáo và gươm khả năng không phải Zoiboy. Vậy thì có thể là thần mặt trời đầu tiên. Mà xem trong chapter 1114 tôi cũng lú lú các bạn ạ. Zoiboy Nika, nhưng Nika chưa chắc là Zoiboy. Tất nhiên, điều này vẫn có cái hay riêng của nó. Nó giúp tạo nên bề dày cho câu chuyện. Không đơn giản mọi thứ gói gọn trong lịch sử trống nữa, mà còn sâu xa hơn từ 1.000, 2.000, 3.000 năm về trước, v.v. Và dù là gì thì chắc chắn thần mặt trời vĩ đại và có sức ảnh hưởng lớn nhất với câu chuyện, không ai khác ngoài cậu bé cười. Zoiboy vì ông sinh ra trong cái giai đoạn quan trọng nhất, nguồn gốc của mọi drama về sau. Đồng thời khứa này có tư tưởng mới mẻ là hải tặc đầu tiên trên thế giới, ông tổ nghề ăn cướp, đủ thấy Zoiboy chịu trời cỡ nào. Sự liều lĩnh, dám bứt phá khỏi vòng an toàn ấy, ắt hẳn đã giúp cổ quốc phát triển hơn nữa. Ông không chỉ đem lại hòa bình mà còn là tiếng cười cho mọi người, nên bất chấp việc từng tồn tại bao nhiêu Thái Dương Thần Nika trong quá khứ thì cái tên Zoiboy vẫn luôn được người ta nghĩ đến đầu tiên. Và đó là bài phân tích của mình. Đừng quên lại cho mình một like, share video và đăng ký kênh để giúp tiến độ video thật là nhanh hơn các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.